khám phá căn nhà của Amanda. Thì trước khi bắt đầu một video, mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì bắt đầu. Căn nhà này nó có gì đó không ổn, chắc là tôi sẽ kêu mục sư tới và tôi sẽ dọn đi đây. Chào gì khác, bạn có biết cái từ trái nghĩa với từ còn sống là gì không? Hold up, wait a minute. Thôi xong, mục sư tới không kịp rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một trò chơi mới. Đây là bức thư sao? Bức thư gửi cho Riley. Nếu con đọc bức thư này thì có nghĩa là con sẽ không còn thấy dì nữa, hoặc ít nhất là dì đã đang ở bên thế giới bên kia. Dì ước là dì có thể nói với con được mọi thứ. Dì không biết được là còn bao nhiêu thời gian và còn có rất là nhiều thứ mà dì muốn làm trước khi dì mất. Đây là lá thư có hai mục đích, là dì muốn nói chào tạm biệt với con và dì muốn đưa quyền thừa kế căn nhà ở Kendale. Chắc là vậy. Okay. Và phần tiếp theo sẽ có thể là một sai lầm và các vị thần hay là chúa gì đó đã tha thứ cho dì nếu điều đó xảy ra. Khi mà con định cư đến căn nhà đó, ở trên gác xếp thì dì phải chuyển cho con một số thứ. Con hãy đi tìm một cuộn băng và con phải biết là nếu con xem cái cuộn băng đó thì sẽ không thể nào trở lại được nữa. Hãy an toàn nhé, cháu yêu của ta. Dì Catch. Ok. Cái cuộn băng này khá là đáng sợ đây. Tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ đi cái gác xếp đây hả? Và đây là bức thư của dì khác gửi cho mình nè. Ok, ở đây có những cái trang nó đã bị xé đi. Đừng trở thành một người lạ. Tôi là hàng xóm của bạn, cũng bị xé luôn. Ô, cuộn băng đây nè. Bây giờ đưa vào cuộn băng. Hãy nhớ là một khi đã xem thì không thể trở lại. Oh my god. Amanda. Wooly và Amanda. Đây là một trò chơi liên quan tới Amanda. Và cái chương trình của cái cuốn băng này hôm nay là hai đứa nó dự định làm một cái bánh. Một đứa thì làm bánh táo, một đứa thì làm bánh đào. Mình nghĩ là mình sẽ chọn theo con Amanda đi. Không biết là con nhỏ này nó sẽ làm gì mình. Làm bánh táo đi. Nó hỏi là chúng ta cần phải có cái gì đó để cắt cái táo ra. Thì bạn có biết cái gì dùng để cắt táo không? Chắc là trái ác quỷ. Cái dao. Nhưng mà còn nhỏ mà đã cầm dao rồi sao? Đây có phải là chương trình cho con nít không vậy? Tôi không nghĩ là chúng ta gọt táo hay là cắt táo. Hãy đi nhờ người lớn đi. Nó con cụ Wooly kêu kiểu bạn sẽ lúc nào cũng sẽ cảm thấy tuyệt vời và sẽ trở nên dũng cảm hơn khi mà bạn tự làm cho bản thân mình. Ê, mày xách dao ra mày định lỗi ai nhỏ kia, nhỏ cái đầu Mickey Mouse. Không có an toàn lắm. Các bạn có cảm giác được là cái cuộn băng này nó sẽ bị nhòe đi những cái khúc nó khá là quan trọng không? Và nó cái cuộn băng này nó không được ổn định, nó kiểu bị glitch á mọi người. Ok, nó hỏi mình là có biết chỗ nào để tìm thấy được cái đường không để làm bánh. Thì chỉ có tủ lạnh, chỗ cái khu vực rửa tay hay là cái tủ ở phần trên để chứa mấy cái gia vị đồ này nọ. Thì tất nhiên là mình nghĩ là một là chỉ có tủ lạnh, hai là chỉ có tủ ở trên thôi. Ok, làm bánh thôi. Ngửi thấy được mùi táo và mùi quế. Ok, đã đến lúc. Ở đây là Wooly kêu là tụi mình nên cần phụ huynh, nên có phụ huynh giúp đỡ chúng ta. Tại vì cái công việc này chưa dành cho con nít lắm. Tại vì liên quan tới dao kéo nè, rồi lò vi sóng nhiệt độ lum la này nọ nữa. Nó có thể gây ra tai nạn đó mọi người. Ok, nung ở nhiệt độ 425 độ, nhớ nha. Và bỏ trái táo vào cái khuôn. Ê, từ từ, làm bánh táo mà không có bột thì làm sao làm? Cái này chỉ là đem táo lên nướng thôi mà. What the heck? Nướng ở thời gian là 40 phút. Nướng trong vòng 40 phút. Ok. Ok. Ê, nó nhòe nhè, tôi thấy bắt đầu đáng sợ đó. Ê, từ từ, cũng băng nó gớt, băng gớt là gớt băng. Ủa, hồi nãy tôi nhớ là cái lò nướng nó đâu có đặt ở đây đâu ta.
căn nhà này nó có gì đó không ổn, chắc là tôi sẽ kêu mục sư tới và tôi sẽ dọn đi đây. Chào dì khác, con sẽ không bao giờ quay trở lại. Lâu lâu con về con thăm dì. Bye, have a great time. Bây giờ mình sẽ đặt trái táo vào cái khay này và mở lên, đặt vào 425 độ nha mọi người, và 40 phút. Ok, let's go. Nani? Hả? Nướng bánh táo nó cho cái bằng. Ok, cũng ổn đó bà nội. Ok, ok, cái bằng tiếp theo này. Để xem coi cái bằng tiếp theo là gì. Amanda, chắc là chương trình tập 2. Ok. Chào các bạn, tôi là Amanda và tôi là Wooly. Bạn thích làm gì nhất cho người hàng xóm của mình? Ờ, con nhỏ này cũng khá thích là nhiều người hàng xóm và chắc là sẽ tặng quà cho người hàng xóm. Ok, đầu tiên là tới cái cửa hàng mua thiệp hay là gì đó. Thì chắc là corner store thôi. Tại sao những cái chữ này nó có màu đen nhờ? CBF chắc là nó là một cái manh mối gì đó. Tuy nhiên nếu mà nó bình thường thì chữ O đáng lẽ là chữ O sẽ là màu đen và là in hoa rồi viết đậm lên đúng không? Vậy là CBF nó là một cái mật mã gì đó, các bạn lưu ý giúp mình nha. Ok, bây giờ đi vô. Ủa sao nó che hết rồi? Bây giờ mình sẽ tìm cái thẻ nào để gửi cho bạn này. Gửi đại đi. Cái nào cũng như nhau, cái nào cũng đẹp. Ê, các bạn mới vừa thấy cái đoạn đó không? Kiểu nó bị glitch, nhìn nó hơi đáng sợ. Kiểu mấy cuộn băng cũ á. Kiểu như có một cái thế lực nào đó nó can thiệp vào vậy mọi người. Ok, chuẩn bị đi mua bánh để tặng người bạn đó. Ok, ok. Đây, cái căn ở giữa là bakery làm mua bánh nè. Good job. Ê mày glitch hơi đáng sợ đó. Cái cuộn băng này nó có vấn đề thực sự luôn mọi người. Hình như là tôi coi lộn cuộn băng rồi, chắc là phải kêu mục sư tới thôi. Vũ vũ nước thánh vô. Ok, cookie, mày muốn cookie thì cookie. Ủa nhưng mà người bạn này tên gì ta? Nhưng mà người bạn này có phải là người bạn mà trong căn nhà này không? Thì nếu mà trong căn nhà của mình thì chỉ có gì khác thôi. Người bạn hàng xóm mày không còn nhớ tên, cái con nhỏ Mickey Mouse này. Can you help me? We can come back tomorrow. You don't have to send that now. No, I have to send this to my friend. Help me. Who does the package need to go to? Con nhỏ này nó hơi cố chấp mọi người ạ. Thôi để mình đánh thử gì khác coi coi. Great work. What? Now we can send this to my friend. Ủa vậy là con nhỏ này nó có liên quan tới căn nhà của gì khác nha. Oh my god. Ê, bất giỡn nha bà nội. Mày đã thấy đáng sợ rồi đấy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ok. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Rồi, cái này gì đây? Một cái bàn đánh nhạc. Ô. Ô. Hiểu rồi. Các bạn có nhớ cái ký tự ở trong ba cái cửa hàng hồi nãy không? Vậy là CBF đúng rồi. C B F. Nó thực sự là manh mối ạ. Cuộn băng tiếp theo mọi người ơi. Hồ lê, hồ lê. Ok, 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 ok. Vậy là nãy giờ là mình đoán đúng rồi. It's you. Sao mọi thứ nhìn nó âm u thế nhờ? Bất cứ gì bạn làm, đừng. Ủa sao mà nó chuyển cảnh qua Wooly bị thương rồi? Ê con nhỏ kia, nhỏ Mickey Mouse kia. Nhìn mặt nó hơi cọc. Oh no, ôi không, Wooly đã bị tai nạn. Mày thảo mai vừa thôi cái con này. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Your house
này, có con nhỏ này nó nãy giờ nó nói về những cái thứ tiêu cực không à, kiểu tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ ở đâu, như là ở nhà bạn, ở đây, ở đó. Nên là Wooly bị thương, bị tai nạn không phải do ai cả mà là do bạn ấy tự té. Còn con nhỏ này cái đầu nó lực ngang vậy trời, mày nghĩ tao tin mày? Vào lúc 3:45 buổi chiều chúng tôi đang chơi. Wooly phản đối, vậy là con nhỏ này đang nói dối mọi người ạ. Thì nó đang bị thương ở đầu gối. Ai có thể giúp được Wooly? Chắc là bác sĩ nha. Đúng luôn kìa. Ồ đúng luôn. Sao 3:45, 6:20 và cái tim xương thì chắc là thằng này nó đang bị Wooly bị bẻ gãy xương rồi. Ê, nhưng mà thử bây giờ chúng ta hãy thử để ý những cái đồng hồ nha. Nó chắc là manh mối gì đó. Ok. 3:45, 6:20 với lại 22:50. Bộ dụng cụ nào trong đây có thể giúp được Wooly đây? Máy đo nhịp tim, máy đo X-ray với lại một cái máy gì đó tôi đọc không kịp. Nhưng mà nếu mà xét nghiệm về chấn thương chỉnh hình thì chắc là chỉ có X-ray thôi. Ủa mày muốn thấy xương nó làm chi vậy cái con này? Với lại cái này là công việc của bác sĩ mà nó vô nó làm luôn. Cái đoạn băng này nó có vấn đề nha. Thứ nhất là con nhỏ này nó luôn nói về những cái điều mà kiểu tiêu cực, và nó đang nói dối là Wooly bị tai nạn chứ không phải là bị ai đó làm. Nhưng mà Wooly nó chối. Ồ vậy là liên quan tới đồng hồ thiệt kìa mọi người. 3:45 đúng không? 3:45 để mình đoán xem nha, coi có đúng không nha. Đúng không? Oh my god, đúng rồi nè. Đồng hồ bấm tay. Rồi. Ồ bên đây có cái đồng hồ 10:50 đúng không? Chắc là 10:50, 22:00. Oh my god, 10:50 vậy là đúng rồi. Vậy là những cái đồng hồ này nó tương ứng với lại những cái đồng hồ trên cuộn băng, như là trên cái tay cầm của con Amanda nè, đồng hồ mà đồng hồ điện tử trong cái phòng mà phòng khám, phòng X-ray gì đó. Và còn một cái nữa, ủa cái này nó chạy vòng vòng luôn. Ồ còn cái đồng hồ treo tường. Hồi nãy mình nhớ là cái đồng hồ treo tường ở ngoài sảnh là 6:20. Đúng rồi, nếu mà đúng vậy là dự đoán của mình là đúng. Oh my god, tất cả đều chuyển xuống. Cái này là gì? 5:15. 5:15. 5:15. Ok, ủa sao bên đây còn một cái đồng hồ nữa nhưng mà nó đã bị mất cái kim dài rồi. Ok, mình sẽ đi tìm cái kim dài. Ủa cái phòng này tối quá. Cái gì đây? Ủa cái gì đây? Ôi, từ từ. Đặt ở đây cái. Rồi. Cái này là cái gì đây? Ok. Catching up with Sam. Ông này có cái liên quan gì tới cái vụ án này không? Nhưng mà mình đã tìm được kim dài rồi. 5:15 mọi người. 5:15. Có cuộn băng. Mật mã an toàn là 826. Ok, cuộn băng tiếp theo mọi người ạ. À. Vậy là đúng rồi. Hi again, Amanda again. And I'm Wooly. Tôi là Wooly. Đúng là một ngày tuyệt vời để đi dã ngoại. Bạn thích đồ ăn nào khi mà các bạn đi dã ngoại? Ở đây hiện tại có táo với kem thôi. Có cái mùi gì đó? Tôi chưa bao giờ ngửi thấy cái mùi này bao giờ. Tôi cũng không biết nữa. Mày nói đúng á, nó là cái mùi gì rất là tệ. Mày nghĩ là cái thứ gì đó đã làm nên cái mùi này? Thử cái này coi. Cái đó là cái gì vậy? Ew. Bánh mì mà mấy con dòi bọ. Làm tôi nhớ tới cái video mà tôi reaction với Sơn. Mấy cái thứ mà kinh tởm. Những cái thứ mà bị thối rữa thì sẽ không còn sống. Bạn có biết cái từ trái nghĩa với từ còn sống là gì không? Hold up, wait a minute. Đây là cái chương trình trẻ em nha Amanda, cái con Mickey Mouse kia. Cái con nhỏ này từ cuốn băng đầu tiên tới cuốn băng thứ ba nó đều nói về những cái thứ tiêu cực hết mọi người ạ. À. Trái nghĩa với từ sống là từ chết, dead. Mày là ác quỷ đúng không? Hãy hiện nguyên hình đi. Cây hoa có thể chết nếu mà chúng ta không cho nó ánh sáng và nước. Trở về cái buổi picnic đi, mày đi sai chủ đề rồi đó Amanda à. Con cù nó nói vậy.
động vật có thể chết. Mày có cần phải dẫn tụi tao tới xem con cáo đã chết không, Amanda? Đây là chương trình cho trẻ em mà. Cái gì đã giết chết con cáo? Cái súng, cái dao hay là thuốc độc? Từ chất độc từ cái bụi cây. Tôi nghĩ là chất độc từ bụi cây. Tao không nghĩ vậy. Không phải. Con Amanda nó nói là hãy nhìn vào cái lưỡi đáng mắc cười khi mà con cáo chết kìa. Vậy là mắc cười dữ chưa? Mày á, mày là nghi can đầu tiên á, Amanda. Thứ gì đã giết chết nó thì mày hỏi nó á. Ồ, thì ra là một cái bẫy gấu đã giết chết con cáo. Đúng rồi đó, con cù nó nói đúng rồi. Chuyện này đi quá xa rồi, hãy ra khỏi đây đi và trở về cái buổi picnic của tụi mình đi. Chúng ta đã khám phá rất là nhiều điều mà toàn điều tiêu cực không, con nhỏ này. Một cái sandwich đã bị thối rữa. Một cái cây đã bị hư hại, bị cháy hay là bị nói chung là không còn sự sống. Và một chú cáo ngốc nghếch đã tự đạp vào cái bẫy gấu và dẫn đến là bị tai nạn. Ok. Con nhỏ này bắt đầu nói những cái từ không ổn rồi. Nó bắt đầu nói những cái từ như là đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình, con Amanda, nó nói là bản thân nó đôi khi nó cảm thấy bản thân nó bị thối rữa, bị mục rũ. Ê! Amanda, nothing is rotten here. Đúng rồi đấy. What do you think? Bạn nghĩ sao? You think that everything rots? Bạn nghĩ rằng mọi thứ đều sẽ bị thối rữa và bị mục rũ? Of course not, Amanda. Dĩ nhiên là không. Ê, nhảy vào họng người khác nói là không được nha Amanda. Answer my question. You don't have to answer that. Bây giờ mình phải trả lời là có đồng ý với lại cô Amanda là mọi thứ đều bị mục rũ hay không? Nope. See, everything is fine here. It's all fine. Tất cả đều ổn. Ủa, cái tiếng gì vậy? Hello. Thôi xong, mục sư tới không kịp rồi. Thôi xong. Vậy là đây là một cái ending, một cái kết thúc mà trong cái phần chơi này mình vẫn có thể tiếp tục được. Thì nếu các bạn muốn mình làm thêm video về Amanda và hành trình của Amanda thì các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Mình sẽ làm thêm tập tiếp theo để biết được là bộ mặt thật của con Amanda này như thế nào. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye. Peace.